Có con vàng mình nhảy vô cá kìa. Thấy con vàng mà nhảy vô. Cái sập sụp của tao đang chừng mà thấy nước được nha. Con cá ai con tao biết đâu nha. Mấy cái này cạn kìa nha. Ờ mấy cái này cạn kìa đó. Em bơi cho tôi cho mọi người bơi chiếc bơi. Đây là động vật. Cái con nó giống con gà đúng không? Cái đó là ý rác kìa. Nhiều ghê hả? Xe con nắm nha gia đình mình. Xe con nắm. Ừ, con nắm. Mấy con nó là anemone. Chờ miễn sản. Anemone là con lãi quỷ. Anemone đi đúng không? Mình ra đây con xe mô mềm, nó nằm của xe mô mềm không đây. Giờ không thấy cá nào chưa nhỉ? Ừ, đẹp dễ dàng. Nhiều mà khởi động nhiều. Mới bắt đầu thôi phải không? Ôi đẹp dễ dàng. Ủa anh sang đấy, giống con cá màu xanh hồi sáng nó mắc cạn. Đâu, sang đâu có đi đây. Sinh vật. Người sang họ đâu có đi vậy. Người sang họ đâu có đi vậy. Đó, người sang nó đi vậy mình thấy ở dưới là hô nữa là sang hô. Cái đầu đó. Nó chơi mà. Hồi này mà cũng có sống hả? Nhiều ghê, nước thử ra cá hả?
cái này dài như vậy sao cái này hơn như là anh nói là sang trồng nói ba bảo lít gọi là san hô mềm này đá còn có thể gọi là khác là san hô lông nắp đá đẹp không đá mà đá chạy lên nó tạo ra cái xuân bị cứu chân hay gần nghe cho này gần nghe.